Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Dương lịch năm 2024, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C, đêm và sáng trời rét. Cụ thể, khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ C, phía Nam từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 24 đến 27 độ C, phía Nam từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Thông tin từ chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng, thời tiết ở miền Bắc vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi không khí lạnh. Vì vậy, trong dịp Tết Dương lịch, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, sương mù xuất hiện nhiều về đêm và sáng. Nam Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Mặc dù đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc đã kéo dài từ ngày 16 tháng 12 đến nay, nhưng ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định mùa đông 2023-2024 không khí lạnh vẫn hoạt động yếu hơn trung bình mọi năm. Các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung trong khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng có những đợt không khí lạnh mạnh gây ra hiện tượng cực đoan như sương muối, băng giá và có thể xảy ra mưa tuyết. Dẫn chứng năm 2016 cũng là mùa đông ấm và xảy ra hiện tượng El Nino. Ông Hưởng cho biết năm đó đã xảy ra một đợt không khí lạnh rất mạnh, gây băng giá và mưa tuyết, vùng núi xuống dưới 0 độ C, một số nơi đã có nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tầm thấp nhân Tết Dương lịch năm 2024. Theo đó, nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2024, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của người dân, du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2024 tại hai điểm. Cụ thể, một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký văn bản về việc thí điểm tổ chức hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh được giao chủ động làm việc với các sở ngành, đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến, xây dựng và hoàn chỉnh nội dung đề án tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh. Trước đó, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các sở ngành và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đề án tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn, tuyến đường số 1 vỉa hè đến giáp rạch Ông Lớn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Phố đêm hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày, tổng diện tích 26.373 m². Ngoài ra còn có 1.062 m² bố trí làm khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao và 4.912 m² làm quảng trường. Dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng trước thuế là 23.401 tỷ đồng,
dự đoán doanh thu khai thác 5 năm là 53.604 tỷ đồng. Người dân mọi miền đất nước đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024. Trong không khí nô nức đón chào năm mới, hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng rộn ràng và sôi động để đón người dân du khách. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện được chờ đợi nhất có lẽ là chương trình bắn pháo hoa. Năm nay, ngoài hai khu vực quen thuộc là đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thì lần đầu tiên có điểm bắn pháo hoa mới tại The Global City, thành phố Thủ Đức. Thời gian bắn pháo hoa là từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đi kèm với pháo hoa luôn là chương trình nghệ thuật đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Countdown, Tết Dương lịch năm 2024. Countdown năm nay sẽ được tổ chức tại nhiều nơi như lễ hội Entera, Countdown 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 12 năm 2023, quy tụ dàn nghệ sĩ Tóc Tiên, Binzy, Subin, Karik, Rizmatic, G-Ducky, Phương Ly. Lễ hội Countdown Hội tụ Thủ Đức cũng hứa hẹn quy tụ gần 40.000 khán giả. Trong khi đó, lễ hội Luxury Countdown Party 2024 diễn ra từ 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 0 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2024 ở The Global City, mang tới các tiết mục của các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Dương Hoàng Yến, ban nhạc Chili's, Grady Pháo. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ trong hai đêm 31 tháng 12 năm 2023 và mùng 1 tháng 1 năm 2024 cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá. Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 31 tháng 12 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật chào năm mới 2024 với chủ đề Rực rỡ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chào năm mới với sự tham gia của nhiều chuyên gia, tác giả trong lĩnh vực xuất bản. Các khách mời sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời sống xuất bản và văn hóa đọc trong năm qua. Kỷ niệm đáng nhớ với đường sách thành phố Hồ Chí Minh và gửi gắm thông điệp lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi người. Các bảo tàng công lập và tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh mở cửa xuyên suốt dịp nghỉ Tết Dương lịch. Tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyên đề gốm Sài Gòn và vùng phụ cận, nét đặc trưng văn hóa Nam Bộ với hơn 50 hình ảnh và gần 200 hiện vật. Khách tham quan có dịp tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa, giá trị di sản của bộ sưu tập gốm Sài Gòn và vùng phụ cận như gốm Lái Thiêu, Bình Dương, gốm Biên Hòa, Đồng Nai, gốm Pháp do Sài Gòn đặt hàng. Tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề Long Vân Khánh Hội như một lời chào năm mới Giáp Thìn 2024. Khách tham quan có dịp tìm hiểu những vật dụng trong đời sống hàng ngày đến những hiện vật trong cung đình như hoàng bào, sắc phong. Với những chi tiết hoa văn về hình tượng rồng qua các triều đại phong kiến như thời Lý, Trần, tại các bảo tàng tư nhân, khách tham quan có dịp trải nghiệm những hoạt động như chợ quê, làm đồ chơi dân gian bằng lá dừa, nạn tò he, nghe hát đờn ca tài tử hay tìm hiểu nghề thuốc y học cổ truyền của dân tộc. Khách tham quan có thể tìm đến Bảo tàng Áo dài thành phố Thủ Đức hay Bảo tàng Y học cổ truyền Phyto Museum, quận 10. Người yêu hội họa ghé lại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang trưng bày tổng hợp chủ đề Cảm xúc quê nhà của các họa sĩ Uyên Huy, Huỳnh Khắc Thạo, Phạm Thế Trung, Chế Hòa. Chào năm mới 2024, các sân khấu kịch tất bật sáng đèn, nhiều xuất diễn các vở mới, vở ăn khách liên tục từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến mùng 1 tháng 1 năm 2024 với đa dạng thể loại, phong cách tâm lý xã hội, hài kịch dân gian. Trong 3 ngày 30-31 tháng 12 năm 2023 và mùng 1 tháng 1 năm 2024, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tổ chức 9 xuất diễn vở múa rối nước Hoa đất Việt với các trò rối nước hấp dẫn, vui nhộn phục vụ khán giả, 3 buổi sáng, trưa và chiều tại Bảo tàng Lịch sử, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cùng 6 xuất diễn chương trình nghệ thuật xiếc đặc biệt chào năm mới vào chiều và tối tại rạp xiếc Công viên Gia Định, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.